cá chốt châu nè mọi người, cá chốt châu với lại cá rô nè. Hello, Thái Trinh chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Sáng hôm nay thì Thái với Trinh quay lại cái con kênh nước hoàng ở trong Trường Xuân á mọi người. Trong hai tập vừa rồi thì Thái với Trinh câu trong này dính cá rất là nhiều luôn, cho nên hôm nay thì Thái với Trinh sẽ quay lại đây câu tiếp nha mọi người. Đây, từng câu của Thái với Trinh câu hôm nay nè mọi người. Hai cây này đó thì Thái mới làm nè mọi người. Hôm nay thì câu phao bắp. Lưới câu này thì cái lưới câu kèm theo cái bộ phao bắp nha. Đó, hai cây này thì tầm khoảng 2m2 nha mọi người. Giới thiệu ngỗng mới luôn. Mồi câu thì Thái câu mồi cắm tanh mới vừa trộn xong nè, với lại mồi dế nè. Với lại Trinh mới vừa làm xong một cái gọng nhìn cũng rất là ok luôn á. Mới chế luôn đó mọi người. Rồi ok, bây giờ tranh thủ nước nó đang lớn á mọi người. Thái với Trinh sẽ câu nha, hy vọng là hôm nay sẽ dính thật là nhiều cá nha. Kinh này nó có rất là nhiều cá rô phi luôn á, nhưng mà câu nó rất là khó ăn nha mọi người. Hy vọng là hôm nay sẽ dính cá rô phi nha. Trình lặn con cá chốt mạnh kia luôn. Em canh sao mà cái phao em nó phải dưới phao anh chút. Cái đút dưới này có quay được của em đâu. Rồi rồi. Trời ơi. Chạy anh. Con tiếp theo nè. Giật. Giật. Mày gì? Để nói. Cái chốt câu nè mọi người. Xuống là mét này đúng không? Không hiểu à? Được chưa? Thấy mà không? Xuống rồi. Mày lên tiếng ghê. Mày không dính đi. Mày cái gì? Cái con non. Cái con non mọi người. Mềm. Đó. Xuống. Dễ cái giật lại dính. Giật. Mày. Dính liên tục mọi người. Xuống nè. Anh ăn hết mồi như vậy đó. Nãy nó có dễ không?
mày giống dính đi. Cá chốt mọi người. Lắm. Rồi mọi người. Lắm. Mày không đứng đi. Cá chốt rồi mọi người. Mọi người kìa, có ăn kìa. Trời ơi nè mọi người, cá chốt trâu bình kia luôn. Ấy trời ơi. Xem câu hay của em móc mồi nhỏ hay mồi bự à? Hả? Móc mồi nhỏ hay mồi bự chỉ ta câu với coi. Trời gì ba, chơi gì câu hay ghê luôn, không chỉ chồng gì trơn. Chắc này móc mồi bự quá, để coi có móc mồi sao đâu. Ok xuống nha mọi người. Giờ này nước nó đứng rồi. Nước đứng này dễ dính cá bự. Ồ, trình lên con mới nó đập luôn. Cá chốt trâu bằng cái. Ghê trời. Trình dính cá chốt trâu tiếp mọi người. Dở lên luôn, giật luôn. Trình lên thêm con đó mọi người. Chết tiếp rồi. Xuống rồi. Dính cá trâu rồi mọi người. Ngày vừa có chút trâu mọi người, dính toàn là cái chút trâu mà sớm nhìn được có 2-3 con cá rô à. Lên rồi. Chốt trâu mập lụ luôn nha mọi người. Mấy con này đem về mình kho tiêu con cơm là ngon lắm luôn á. Xuống nè. Lên. Nhẹ nhàng. Còn được cục ngồi luôn. Mày nhẹ nhàng thôi, có chút trâu nhỏ.
tiếp nha. Vô ổ cái chốt rồi. Trời ơi, kéo dữ ghê. Hello mọi người nha. Hiện tại thì bây giờ cá nó hết ăn rồi mọi người ơi. Với lại hết mồi luôn rồi. Hai quý trình sẽ quay thành quả cho mọi người xem nha. Hôm nay dính đa số là cá chốt không mọi người ơi. Trở lên luôn. Thôi một lần cá luôn á. Này là ở đây, này là cá chốt châu nè mọi người. Cá chốt châu với lại cá rô nè. Cũng nhiều lắm luôn á. Rồi ok. Hai quý trình hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Hai Trình nhớ like đăng ký kênh nha mọi người.